Em xin chào các bác, thì đây là video mà test hàng trước khi mà đóng gói và gửi đi cho khách hàng. Thì cái đơn hàng ở trong cái video này là gửi cho anh Thắng ở bên Đan Phượng, Hà Nội. Thì bác ấy có đặt lấy ở bên em là một cục đẩy hàng chính hãng đến từ thương hiệu là PS Audio. Và model của cái sản phẩm này là con LA5002. Hàng chính hãng và hàng nhập khẩu mà cao cấp của PS Audio. Và bây giờ đây là cái hàng nguyên đai nguyên kiện. Và bây giờ thì em sẽ đưa sản phẩm ra để test hàng cũng như là giới thiệu sâu hơn cho các bác về cái dòng sản phẩm này. Thì em nhắc lại, đây là một cái cục đẩy 2 kênh và model của sản phẩm là con LA5002 đến từ thương hiệu là PS Audio. Và con này thì nó sử dụng cái mạch khuếch đại là mạch class AB. Và với cái công suất con này thì chút nữa thì em sẽ có cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng trong sản phẩm thì em sẽ công bố cho các bác. Và trước khi mà đi vào sâu vào cái sản phẩm này thì em giới thiệu sơ qua bên em. Thì bên em là bên lương âm thanh, lương audio, chuyên cung cấp cho các bác những cái sản phẩm, những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hát karaoke với số điện thoại là 0988646683. Thì bên em là bên đại lý phân phối của một số hãng, trong đó có thương hiệu PS Audio thì bên em là bên đại lý phân phối cấp 1. Thì khi mà các bác mua hàng ở bên em thì các bác hoàn toàn an tâm, hàng chính hãng 100%. Mà thứ hai nữa, giá thì rất là hợp lý cho các bác. Thì các bác thấy đây là những cái dòng cục đẩy công suất này, có rất là nhiều những cái mã khác nhau cũng như là từ thương hiệu khác nhau, rất là nhiều những cái model như các bác nhé. Tiếp đây là những cái dòng vang cơ, vang số, mic không dây, thiết bị quản lý nguồn này. Phía đằng xa ở đây là những cái dòng đầu màn chọn bài của rất là nhiều những cái hãng khác nhau. Tiếp đến lại là những cái dòng vang cơ, vang số, mic không dây, thiết bị quản lý nguồn. Rồi đây là những cái dòng mà loa full, loa súp, loa cột. Và kho hàng ở ngoài kia là những cái dòng loa full, loa súp, loa cột, bàn mixer. Rất là nhiều những cái chủng loại hàng, model hàng để phục vụ các bác trong lĩnh vực mà âm thanh hát karaoke. Cũng như là cái kho hàng ở ngoài này cũng vậy, còn rất là nhiều và những cái hàng khác nữa. Đây các bác thấy là rất là nhiều hàng để phục vụ các bác trong cái lĩnh vực mà âm thanh hát karaoke. Thì bác nào có nhu cầu thì các bác sẽ liên hệ với bên em. Quay lại cái vấn đề là cái video test hàng. Thì em nhắc lại, đây là một cái dòng cục đẩy 2 kênh. Và cái con này thì nó sử dụng ở rất nhiều những cái mặt sàn khác nhau. Với cái cân nặng của con này đặt lên cân thì nó rơi vào tầm 19 kg. Cái con này thì nó sử dụng cái mạch khuếch đại là mạch class AB. Thì cái mạch class AB là cái mạch phổ thông nhất và cũng như là cái mạch truyền thống nhất trên thị trường. Với cái mạch class AB này thì cái ưu điểm lớn nhất trên cái mạch class AB đó là nó sẽ không bị kén loa. Có nghĩa là các bác lắp vào loa nào thì tiếng nó cũng rất là hay, rất là sáng tiếng. Nó không bị kén loa như một số những cái dòng đẩy khác thì lắp vào loa này hay nhưng mà lắp sang loa khác thì không hay. Thì đó là hiện tượng kén loa của những cái dòng cục đẩy công suất. Tiếp đến là con này thì nó sử dụng cái biến thế nguồn. Thì đối với một thiết bị điện tử thì không thể thiếu được phần nguồn, đặc biệt là đối với những cái dòng cục đẩy công suất nó sử dụng cái công suất lớn, thành ra là cái phần nguồn là phần cực kỳ quan trọng. Thì con này thì nó sử dụng cái nguồn của nó là dạng biến thế nguồn cơ hay là gọi là biến thế nguồn xuyến. Đó là những cái lớp dây đồng quấn lên nhau, và với cái biến thế nguồn xuyến, nguồn cơ như này thì máy nó chạy cực kỳ là ổn định các bác nhé, cực kỳ là ổn định và độ bền rất là cao. Cái nữa là thì do là con này thì nó sử dụng cái mạch class AB và cái nguồn của nó là nguồn cơ, thành ra cái cân nặng của con này thì nó hơi lặng cân một chút thôi. Chỉ vấn đề là cái phần nó hơi cồng kềnh với hơi lặng cân một chút thôi, còn vấn đề mà âm thanh hay cũng như là độ bền cao thì con này thì các bác hoàn toàn an tâm. Thì với cái sản phẩm mà hàng chính hãng của PS Audio thì với những cái model năm 2023 thì các bác hoàn toàn an tâm, đó là những cái model mới nhất với những cái công nghệ tích hợp ở trong cái sản phẩm là ok nhất, hiện đại nhất và đưa ra một hiệu quả làm việc là tốt nhất. Với cái con này thì cái khung giá bên em đang bán với cái khung giá là với khung giá niêm yết của con này thì nhà hãng người ta công bố là giá là dưới 7 triệu đồng các bác nhé, dưới 7 triệu đồng. Và các bác lưu ý hộ em là ở giá thành ở đây thì em chỉ đưa ra cái giá để các bác tham khảo thôi. Đấy, còn các bác muốn mà có cái giá ok nhất, giá rẻ nhất cũng như là giá chính xác nhất thì các bác sẽ liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại là 0988646683. Các bác có thể là liên hệ qua Zalo, qua Messenger hoặc là qua YouTube thì đều được. Thì các bác sẽ liên hệ trực tiếp qua cái số điện thoại là thì bên em sẽ báo giá chính xác cho các bác, cũng như là sẽ có những cái khuyến mại, cũng như là sẽ có những cái tư vấn nó sẽ tốt hơn cho các bác. Thì khi mà các bác mua những cái thiết bị âm thanh ấy, thì ngoài những cái hiểu biết của các bác thì các bác lên tham khảo những cái tham gia góp ý của những cái người có chuyên môn, thì chúng ta sẽ có một cái bộ dàn âm thanh nó sẽ hợp lý nhất, chạy nó bền bỉ nhất và âm thanh nó là hay nhất. Và với cái con này thì em cũng giới thiệu sơ qua, mặt trước con này thì đây là cái logo thương hiệu là PS Audio và đây là cái model của sản phẩm là con LA5002. Con này thì mặt trước thì nó sẽ có cái màn hình hiển thị. Thì trên cái màn hình hiển thị này chúng ta sẽ có hai cái thông tin chính. Thứ nhất đó là cái nguồn điện áp đầu vào.
thì nó sẽ đo được cái đường nguồn điện áp mà chúng ta cắm vào cái ổ điện ở trong nhà chúng ta ấy. Thì đây là ví dụ như là nhà em đang điện điện lưới nhà em đó là 220V, 230V. Và cái nhiệt độ ở bên trong máy thì khi mà máy nó hoạt động lên thì cái nhiệt độ này nó sẽ tăng lên, nhiệt độ ở trong máy. Thì nó là những cái con sensor cảm biến ở bên trong, nó thông báo chúng ta để chúng ta chủ động trong cái cách sử dụng của chúng ta, vì chúng ta nắm bắt được nguồn điện áp, chúng ta nắm bắt được nhiệt độ ở bên trong máy. Ở đây chúng ta sẽ có một cái công tắc nguồn chính ở đây. Thì công tắc nguồn này là công tắc nguồn nguồn lạnh các bác nhé. Thì thông qua cái công tắc này thì nó sẽ đóng một cái dơ le nguồn tổng ở bên trong. Thì qua một cái công tắc nhỏ như này thôi, nhưng mà ở bên trong thì nó sẽ có một cái dơ le tổng, dơ le rất là to với cái áp chịu đựng rất là to hơn, để mà cái nguồn tổng nó sẽ đưa vào cái biến thế ở bên trong. Chúng ta sẽ có hai cái chiết áp tương đương với hai vế kênh công suất. Và đây thì nó sử dụng cả là cái chiết áp bi. Thì với cái chiết áp bi thì các bác vặn nó rất là thật tay, rất là bám tay, và độ bền của chiếc áp bi thì rất là cao. Thì đây là toàn bộ là linh kiện đời tốt, hàng tốt của PS Audio. Tương đương với hai chiếc áp thì đó là hai cái cột đèn nháy, khi mà chúng ta bật lên thì nó sẽ nháy theo nhịp điệu của âm thanh. Phần mặt trước là phần phay nhôm màu đen, ở phần phía trên thì là kim loại phay màu đen. Ở đây chúng ta sẽ có cái tem mác của PS Audio. Ở bên này thì chúng ta sẽ có cái phần cào, ở đây thì nó sẽ có một cái lớp phủ để các cào đi, để các bác sẽ lấy cái mã kích hoạt bảo hành điện tử, cũng như là chúng ta sẽ có thể check cái mã QR để kiểm tra cái hàng chính hãng. Nhưng mà lưu ý cho các bác là hiện giờ với những cái sản phẩm của PS Audio ở trên thị trường thì cũng bị làm nhái làm giả rất là nhiều. Mặc dù là những cái kiểu dáng ở bên ngoài giống y xì nhau, giữa hàng thật hàng nhái giống y xì nhau về tem mác cũng như là kiểu dáng bên ngoài, nhưng mà cái chất lượng giữa hàng nhái thì nó rất là kém, vì nó chỉ nhái theo cái hình thức thôi, chứ còn cái chất lượng hàng cũng như linh kiện thì người ta làm nó rất là kém. Thì khi mà các bác mua thì các bác lưu ý đặc biệt là do cái sản phẩm của PS Audio thì người được người dùng đánh giá rất là cao, những cái hàng chính hãng thì rất là bền và tiếng rất là hay, bán rất là chạy. Thành ra là một số bên người ta đã lợi dụng vào cái bán chạy hàng, đẳng cấp của hàng, mà người ta đã làm nhái để bán ăn theo lợi nhuận. Thì khi mà các bác mua thì các bác hãy lựa chọn những cái cơ sở uy tín để chúng ta mua, tránh việc mua phải hàng nhái hàng giả. Với cái con này thì đấy là phần phía mặt trước. Ở phần phía mặt sau thì cái con này thì thứ nhất là cái đường tín hiệu nguồn ở đây thì nó sẽ toàn bộ những cái model đời mới của PS Audio thì nó sử dụng cái dạng nguồn kiểu này. Thì cái dạng nguồn này thì nó mang tính chất chuyên nghiệp hơn rất là nhiều, chắc chắn hơn, và dây dẫn nó rất là to, khi mà chúng ta dùng thì rất an tâm. Đây là đường nguồn chính cung cấp vào. Tiếp đến ở bên hai bên này chúng ta sẽ nhìn thấy ngay hai cái quạt làm mát ở hai bên để nó lưu thông làm mát cái mạch linh kiện ở bên trong. Và ở đây thì chúng ta sẽ có đường tín hiệu vào và đường tín hiệu ra. Đường tín hiệu vào thì nó sẽ sử dụng là cái jack ca lông, và mỗi một kênh thì nó sẽ có một cái jack ca lông đực và một jack ca lông cái. Thì bản chất của hai cái jack này nó là thông nhau. Khi mà các bác cắm vào một lỗ và một lỗ còn lại thì các bác có thể là lai cái đường tín hiệu này sang cái cục đẩy công suất khác trong trường hợp mà các bác muốn sử dụng nhiều cục đẩy công suất. Và giữa hai cái kênh công suất này thì nó sẽ có hai cái khối chiết áp. Cái khối chiết áp đầu tiên ở đây đó là các bác có thể là chuyển ba chế độ. Thứ nhất là chế độ đầu tiên các bác gạt lên cùng là chế độ là đánh gộp. Là thay vì là nó hai kênh công suất riêng rẽ thì chúng ta sẽ gộp lại nó trở thành một kênh công suất, và công suất nó được nhân đôi lên. Tiếp đến là ở giữa này là chế độ shifter, là đánh riêng rẽ hai kênh công suất. Và cuối cùng là chế độ đánh tương tự là chúng ta chỉ cần cung cấp cái nguồn tín hiệu vào kênh số 1, sau đó này sẽ nó khuếch đại đồng thời và nó sẽ đưa ra cả kênh A và kênh B các bác nhé. Còn ở đây là cái công tắc bên cạnh này là cái công tắc mà chuyển những cái chế độ để nó phù hợp với cả cái trở kháng của loa. Thì cái công tắc này thì các bác gạt đúng thì nó sẽ có hiệu quả âm thanh là hay nhất, âm thanh nó là hay nhất. Còn các bác gạt sai thì nó cũng không gây hỏng gây cháy thiết bị, để các bác biết được là khi một số bác thắc mắc là nó có gây cháy gây hỏng khi mà gạt sai không. Đấy một số thông tin. Và các bác lưu ý đặc biệt cái bác là trong cái video này chỉ là cái video test hàng thôi. Thì em chỉ nói sơ qua là như vậy, còn các bác quan tâm sâu hơn, quan tâm kỹ hơn thì em đã có rất nhiều những cái video là giới thiệu rất sâu, rất kỹ, giới thiệu cái cách phân biệt hàng thật hàng nhái và tháo tung hẳn lóc máy ra để các bác quan sát cái cấu trúc linh kiện ở bên trong. Thì cái con này phải nói các bác là linh kiện ở bên trong thì nó cực kỳ nhiều linh kiện, thành ra nó đưa ra một cái công suất làm việc rất là tốt và âm thanh rất là hay, độ bền rất là cao. Còn trong cái video này thì là chỉ test hàng thôi, em chỉ nói chung thôi. Còn các bác muốn quan tâm hơn thì các bác sẽ đăng ký kênh cũng như là theo dõi những cái video trước kia của bên em, thì đã có những cái video tháo máy rồi. Trong video này thì em sẽ không tháo máy nữa. Và bây giờ thì em sẽ thử cái chất âm. Thì với cái con này thì với cái khuyến nghị của nhà sản xuất thì khi mà các bác sử dụng cái loa trở kháng nó là 8 ohm thì cái con này thì nó rơi vào khoảng công suất, nó rơi vào khoảng 450W đến 500W một kênh. Thì các bác lưu ý hộ em là với các con đẩy này, với cái công suất như này thì nó sẽ phù hợp với nhiều một cái mặt sàn khác nhau.
và với nhiều những cái loại loa khác nhau. Và để mà hoạt động ở cái mặt sàn tốt nhất thì các bác nên sử dụng cái con này ở cái mặt sàn độ khoảng từ 20m2 đến 50m2. 50m2, 70m2 để chúng ta sẽ có hiệu quả âm thanh là ok nhất. Tiếp đến là những cái dòng loa phù hợp với con này thì với cái trở kháng là 8 ohm thì chúng ta sẽ có rơi vào khoảng tầm khoảng 500W một kênh. Và với cái trở kháng mà thấp hơn thì chúng ta sẽ có công suất nó sẽ lớn hơn. Và với cái trở kháng như vậy và công suất như vậy thì các bác sẽ phù hợp khi mà các bác, và nó sẽ hay nhất và ok nhất khi mà các bác sử dụng với những cái dòng loa mà một đôi phun đơn bass 30, một đôi phun đơn bass 30, hoặc là các bác có thể là sử dụng những cái dòng mà loa bass 20 và 25 thì đều ok, đưa ra một hiệu quả âm thanh là ok. Thì các bác lưu ý đặc biệt là đối với những cái dòng mà loa công suất nó phù hợp với công suất của cục đẩy thì chúng ta sẽ có cái âm thanh nó là mềm mại nhất và hay nhất. Và với cái con này thì cái công suất như này thì các bác sẽ phù hợp khi mà chúng ta sử dụng để mà hay nhất thì chúng ta sẽ sử dụng mấy loa phun đơn bass 30 để chúng ta có cái hiệu quả âm thanh là hay nhất, hoặc là các bác có hai đôi bass 25 đều ok, hiệu quả âm thanh đều ok. Khi mà sử dụng ở đây trong cái bài test này thì em đang sử dụng là một đôi phun đơn bass 30 các bác nhé. Một đôi phun đơn bass 30 cũng của PS Audio. Và cái hàng PS này thì cái đôi này là đôi hàng PS. Đây cái đôi này thì bên em đang bán với khung giá tầm khoảng 10 triệu đồng. Hàng mới cứng bóc hộp và cũng là cái model mới nhất của PS Audio. Và bây giờ thì em sẽ thử cái chất âm. Đây các bác sẽ, đây là hai cái đường ra loa các bác nhé. Đây là hai đường ra loa. Đây em sẽ thử cái chất âm. Và trong cái bài test này em đang sử dụng con vang số chỉnh cơ. Thì ở trên thị trường hiện giờ thì có rất nhiều những cái dòng vang khác nhau. Thì trong đó thì hiện giờ bên em đang có, cũng như là trên thị trường em đánh giá cao hai cái dòng vang. Thứ nhất là dòng vang số chỉnh cơ của PSRIO, và thứ hai nữa là dòng vang số chỉnh cơ của KM330 Pro. Thì hôm nay thì tiện ở đây thì em đang cái con 330 đang nằm ngoài đây thì em sẽ lắp luôn ở con này. Còn các bác nào mà muốn đồng bộ thì các bác sẽ sử dụng cái dòng vang số chỉnh cơ cao cấp của PSRIO, đưa ra một hiệu quả âm thanh rất là hay. Thì giữa ba con 330 Pro và cái con KX9 của bên PSRIO thì âm thanh nó sẽ tương đương nhau và hiệu quả âm thanh rất là hay. Đặc biệt nó chạy chip số, tốc độ xử lý rất là nhanh và cực kỳ dễ chỉnh qua thông qua những cái chiếc áp cơ này. Bây giờ em sẽ bật âm thanh lên ạ. Và thưa các bác là trong cái bài test này thì các bác lưu ý đặc biệt hộ em là cái phần equalizer cũng như là cái phần chỉnh các hiệu ứng ấy, thì em đang để nguyên ở chế độ là âm thanh mộc, có nghĩa là chưa căn chỉnh bất kỳ một cái gì cả. Đây các bác sẽ nhìn ở trên con vang này các bác nhé, đều là 12 giờ hết. Bây giờ em bật nhạc là phần music, các bác sẽ nhìn ở cái equalizer 12 giờ hết này. Đây là 12 giờ hết để các bác biết là ở chế độ là âm thanh mộc mà âm thanh nó đã hay rồi. Thì khi mà chúng ta chỉnh vào thêm thì âm thanh nó sẽ còn hay hơn rất là nhiều. Thì em nhắc lại là với cái con đẩy này nó sử dụng cái mạch Class AB là cái mạch truyền thống nhất. Và cái mạch này thì nó sẽ không bị kén loa, lắp vào loa nào tiếng nó rất là hay. Và đặc biệt là cái công suất của mạch Class AB thì nghe tiếng nó rất là chắc tiếng. Cái tiếng bass rất là chắc, rất là tròn tiếng. Và tiếng trung và tiếng chép thì nghe rất là sáng tiếng. Đấy, thành ra là các bác lắp vào những cái con đẩy này thì nghe âm thanh rất là hay, rất là lực luôn. Đây các bác sẽ nghe cái phần âm thanh ở chế độ âm thanh mộc nhé. Các bác nghe rất là đã luôn các bác nhé. Ở đây thì em đang sử dụng ở không gian mặt sàn là bên em là 100m2. Nhưng mà các bác thấy là nghe âm thanh tiếng nó bát rất là lực, rất là tròn. Và tiếng trung và tiếng chép rất là sáng. Thì em nhấn mạnh với các bác là với cái cục đẩy này thì nó rất phù hợp khi mà các bác sử dụng ở gia đình với những cái dòng bát 25 và bát full bát 30 thì chúng ta sẽ có một cái hiệu quả âm thanh là hay nhất. Đó, thì em cũng xin ngừng cái video tại đây. Và các bác muốn mà có cái giá ok nhất, giá chính xác nhất cũng như là giá rẻ nhất thì các bác sẽ liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại là 0988646683. Và trong cái quá trình mà theo dõi video này các bác có những cái tham gia góp ý gì, bình luận gì thì các bác sẽ để lại ở cái phần bình luận của cái video.
Đó, em xin ngừng cái video ở đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và trong cái quá trình theo dõi video thì các bác yêu quý bên em, ủng hộ bên em bằng cách là các bác sẽ ấn vào phần nút đăng ký. Thì ở phần phía dưới video của bên em quảng cáo, các bác sẽ quan sát có cái nút đăng ký. Các bác sẽ ấn vào nút đăng ký để đăng ký kênh của bên em, ủng hộ kênh của bên em. Cái việc đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cái video này thì sẽ không phát sinh cái chi phí gì của các bác. Mà khi mà các bác ấn đăng ký cũng như chia sẻ thì phần nào đó các bác đã yêu quý kênh của bên em, các bác đã ủng hộ kênh của bên em. Rất là cảm ơn các bác và em xin chào các bác ạ.